mình phải bắt hết mấy con gà này mới được. Hãy cứu con gà thôi. Chú bảo nói bên kia dám giả chú bộ đội hả? Đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa. Chú bộ đội thiệt vậy? Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt nước khơi dậy sao thắm lắm.